ba là có thể có hạch di căn rất sớm, và một cái bảng này nó nói là gì, cái tiên lượng rất là xấu, với 100 bệnh nhân vào thì 40% đã ở cái giai đoạn mà không làm gì được rồi, 40% là giai đoạn di căn, chỉ có 20% lập được là vào cái nhóm là lên kế hoạch để có mổ để đi mổ, và trong khi đó thì vào đến bàn mổ rồi thì 13% rồi được, còn 7% là sẽ có, tóm lại là tỷ lượng là rất xấu, và cái vai trò của những ngành nói chung cũng như của riêng cũng là gì, chúng ta phải ngoài chuyện chẩn đoán xác định thì chúng ta còn xác định đánh giá được khả năng gọi là có mổ được hay không của bệnh nhân, và đấy mới là cái vai trò chính, còn không được chẩn đoán quá nhưng mà phải xem là bệnh nhân còn khả năng điều trị phẫu thuật hay không, để chúng ta đập được mổ ra đóng vào hoặc là những điểm. Thì với cái ung thư tụy thì cũng vẫn phải thống nhất nhau là MSCT vẫn là lựa chọn số 1 để phát hiện. Chỉ khi nào mà trên các đơn vị tính không rõ ràng thì chúng ta tính dựa vào chẩn đoán ung thư và soi để đánh giá khả năng phẫu thuật. Cái dấu hiệu đặc hiệu của nó vẫn là hẹp rồi tắc ung thư vẫn chủ ở thứ hai. Trên cổng từ thường quy gồm có cái T1, T2 sau mỗi chiếc cơ tiêm. Trong này cái phần này thì các u tụy thì thường có tín hiệu thấp hơn so với mô hình lành trên T1, đồng tín hiệu so với mô hình lành trên cái ảnh T2. Vậy T2 thực ra ít giá trị. Mô tụy sau u thì thường teo nhỏ và giảm tín hiệu trên T1. Trên phim có thêm cước, nấm cước kém như mô lành còn nấm dần ở muộn. Mô tụy thường hạn chế khuếch tán trên diffusion. Tuy nhiên, phải nói ngay là diffusion không cho phép phân biệt u với bệnh lý viêm mãn tính. Hình ảnh MRCP trên cả T2 cho thấy hình ảnh cắt cụt rõ nét của ung tụy phẫu thuật. Ung tụy thường là trường thứ hai sau MCT để chẩn đoán quan trọng. Chúng ta đi vào xem một số hình ảnh thôi. Như nói tức là nếu mà trường hợp mà đã u đã to và đã chèn ép ống quật ung tụy rồi thì cái số 1 vẫn phải là MCT thôi. Cộng từ nó chỉ hơn được cái CT ở trong trường hợp, những trường hợp mà ví dụ cái tổn thương nó ở phía đuôi tụy, lúc này nó cái trận siêu chứng lâm sàng nó không chèn ép vào ống mật, bệnh nhân không có vàng da đến ta muộn, tức là không rõ ràng phát hiện tình cờ, chúng ta thấy rồi chưa gây biến đổi gì trên đường mật, trên trận lâm sàng cũng chưa biến đổi về đường vỡ tụy, nó chỉ thể hiện bằng cái vùng giảm tín hiệu trên T2, đấy là giúp nấm thuốc kém, đây như vậy, thậm chí nó chỉ gây giãn chèn rất nhẹ, đâu cũng tùy chỗ này, chưa biến đổi gì về đường bờ tụy, thì đây mới là cái vai trò trội của cộng từ so với các hình tính. Nhưng mà nếu mà trường hợp nhắc lại, nếu trường mà nó đã to và chèn ép biến đổi bờ tụy rồi thì đấy vẫn phải là MSCT. Đây là một cái ví dụ trên các đơn vị tính, chúng ta chỉ thấy hình ảnh giãn chưa biến đổi về đường bờ, tất nhiên mỡ thì còn càng cơ thiếu dữ liệu, thân nhiên thì càng thiếu dữ liệu. Giãn kín đáo nơi đường của những vùng này, phần thân tụy, giãn phần ống tụy ở phía sau. Trên T2 thì chúng ta thấy giãn ống tụy, nhưng mà nếu mà trên T1 có thêm thuốc thì chúng ta nhìn thấy có tổn thương nào rất là ổn, giảm tín hiệu giống trên khi tiêm thuốc có nhìn thấy đấy. Chỉ nhìn thấy chứ không biết. Đây mới là cái phần ưu thế của ống tụy, chứ còn nếu mà thế lại là nếu trường hợp mà thấy cả cái khối giảm tỷ trọng, giảm tín hiệu, dùng nấm thuốc kém rồi giãn được mật, thâm nhiễm cả xung quanh lúc đấy thì chả cần phải trở căn phải đến các đơn vị cộng từ nữa, chứ không chẩn đoán được như lúc đấy bệnh nhân chả còn giai đoạn gì ngoài đấy. Ưu thế của nó so với những phương pháp khác chính là cái giai đoạn phát hiện sớm, khi mà nó chưa biến đổi thì được, chưa thay đổi được, chưa thâm nhiễm gì cả thì nó giãn kín đáo, thậm chí trên T2 rằng chưa thấy gì đúng không? Người ta cũng lại nghe thế gì chỉ hiện mỗi trên tiêu thuốc, trên một tiêu thuốc hay là kém hơn so với người lành là thế này. Đây cũng vậy, độ tương phản của ống từ lớn hơn CT cho phát hiện. Đây một cái tình huống minh họa tương đối, một cái ông đây một đường đây kín đáo thì hơi tăng tín hiệu trên da thế này. Rất có này, không thực ra trên cái ảnh hơi rõ nhưng trên này thì nó có rõ hơn, thì tiếng nước trên máy này nó đưa lên cái chiếu nó tương phản, nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái phần
là ký hiệu rất kín đáo, chỉ rõ ràng trên CT khẳng định luôn cái này không thể nhìn gì cả. Nó còn trả cái gì mới đổi được bờ, ống tụy nó trả giãn, ống tụy trên cộng từ nó mạnh thế này. Chắc chắn cái này trên CT cả thị trường không thể thấy được gì. Tiêm thuốc vào mình cái tính chất uống thuốc trên cộng từ không rõ ràng lắm, trên này hơi kín đáo, chắc chắn cái này rất là ống tụy sẽ trị. Đây mới là cái ông ưu thế của cộng từ trên cái này thấy có tặng muộn rất là kín đáo. Đây cũng thế, bụng trường hợp giãn khu trú ống tụy nếu trên T2 để giãn có vẻ các cụt đây. Chính vì người ta khuyến cáo là tất cả những trường hợp mà thấy hình ảnh các cụt cách các cụt bất thường của ví dụ đang giãn to này nhưng sau đấy chả cái gì cả thì luôn đặt trong đầu đấy là ung tụy, chỉ đến khi nào mình chứng minh những người bạn còn nếu không thì là không có bằng chứng thì luôn phải xử lý như là ung tụy khi thấy hình ảnh các cụt bất thường của ống tụy. Đây trường hợp này thấy mùa sau tiêu mỏng ống tụy giãn không thấy gì biến đổi khu trú thì lợi chơi hại thì đấy các cụt đã khu trú, nhưng mà nếu trên cổng thường có thêm thuốc cái một là đầy một phần này đó chỉ hiếu mổ thể hiện đúng vùng nguồn thuốc rất là kín đáo chưa biến đổi thì đường bờ không có thâm viêm liên quan. Đây chúng tôi cũng nhận ra sớm và đây cũng là cái dấu hiệu cái vai trò y tế của cổng từ đã phát hiện sớm phát hiện di căn thì cái này tôi nghĩ là nó cũng không như thế nhiều lắm so với các đơn vị có những dấu hiệu như này thì trên các đơn vị tính là có thể thấy được dày không mạch cái này thì nốt cái này không mạch cái này thì cái này nếu mà chỉ các đơn vị tính chúng ta hoàn toàn có thể không biết không kịp gì mà còn tóm lại cái phần cụm từ thì u thì đấy không thể qua đi T1 là những khối u mà khu trừ giới hạn trong tụy đường kính nhỏ hơn 2 cm, T2 là lớn hơn 2 cm, T3 là đã vượt qua khỏi tụy nhưng mà không liên quan gì đến động mạch hoặc treo tràng trên, T4 là thâm nhẫn thân tạng và đường tràng trên. Việc đánh giá cái việc khả năng phẫu thuật có bóc được thì ta có chỉ định phẫu thuật hay không nó chia là 3 cái mức độ, một là không rõ ràng, hai là không thể phẫu thuật được và ba là cái gì borderline, tức là thực ra thì cái này cũng không như tôi muốn nói, tức là nếu mà về mặt góc độ chúng ta chẩn đoán nhạy chúng ta không nên phán là cái này có mổ hay không, thì thực ra nó phụ thuộc vào cái điều kiện cũng như là cái trình độ bác sĩ cũng rõ ràng, nó không đến là cái chúng ta ở góc độ không chẩn đoán nhạy chúng ta chỉ nói mô tả, theo tôi là chỉ dùng độ mô tả là tổn thương này theo tôi thấy là nó đã xâm lấn rồi động mạch mà trời đằng trên chiếm bao nhiêu phần nửa chu vi hay là cả chu vi rồi, cái này tôi đã thấy có những cái nốt di căn hay là gì đấy chúng ta tả, còn cái việc quyết định mổ hay không thì chúng ta cũng phán là bây giờ cũng bảo ô cái này theo tiêu chuẩn của ông Anderson này có tiêu chuẩn mổ được đấy, mình nghĩ là mổ được nhưng mình chắc quá là mổ được không, cho nên là chúng ta cũng phán cái chuyện này có không đi nhiều sâu vào cái việc là có chỉ định mổ thật hay không của chúng ta, giả sử nói nhà chúng ta mô tả tổn thương thì theo tôi là nó lý hơn thì nó đây chẳng hạn trường hợp này theo các bạn thì sẽ tả như nào. Đây rõ ràng chúng ta thấy là cái phần tiêm cộng từ nhá, có tiêm thuốc nhá, thì có tiêm thuốc này, chúng ta thấy phần mô phần sau thì vẫn không bình thường này, có tụy giãn này, đến lúc này có một cái cắt cụt cộng tụy và ngay phía trước đó là có cái ổ giảm thuốc, ok, ổ rồi u rồi đúng không? Thân tụy. Tuy nhiên khối u chưa vẫn giới hạn ở trong tụy, chưa biến đổi gì về bờ tụy, nó chưa có dấu hiệu gì về xâm lấn ở xung quanh rồi cũng như là cái lỗ mạch mà treo thẳng trên hoàn toàn được thực tập và tách cả cái cách xa khối u nó gần. Không xâm lấn gì cả. Tất nhiên vẫn phải đánh giá từ hình ảnh đấy, bóc ra thôi, còn phải đánh giá bi lăng toàn thân xem có di căn gan hay không. Nhưng mà với hình ảnh này thì khả năng là liệu còn phân biệt không? Không nhỏ sẽ hạn trọng. Đây thì sao? Còn treo trên bình thường. Đã kích thước là to rồi nhưng mà chúng ta vẫn thấy được cái phần dưới hạn khá là rõ của cái phần trong trên. Đây thực ra hai cái này có vẻ nó giống nhau, nó zoom to thế này lên thôi. Thì chúng ta thấy cái phần cái khối u vẫn đây. Thực ra mà nói thì trong cái phần đấy người ta cũng chỉ nói là liên quan xâm lấn cái động mạch thôi, còn tĩnh mạch thì mình thấy nó cũng không phải là đúng cái chỗ chỉ định. Còn trường hợp này chúng ta thấy là khối u rõ ràng trường hợp này thì không còn phẫu thuật nữa, nó đã bao quanh nhưng nó làm hẹp cả cái lòng của động mạch trong trên rồi, không bao xâm lấn, kích thước rất là nhỏ nhưng mà u ở vị trí mỏ móc đấy, phần đường các phòng đằng sau này. Đây là gì ạ? Ống bất chủ. Ống bất chủ. Ống bất chủ. Đây là ống bất chủ. Đây là cái mỏ móc này.
quạt đằng sau nó ôm quay thế này. Số mờ mặc dù kích thước khối u rất nhỏ nhưng mà cái trường hợp này là không còn khả năng phẫu thuật theo đúng theo tiêu chuẩn của cái ông bác sĩ thì cái này là không còn khả năng phẫu thuật bao quanh hết cả. Được chưa? Được chưa? Đúng rồi, đấy cũng là một cái. Thực ra thì theo mình cái này với hình ảnh này thì các đường tính la dễ vẫn có thể chỉnh giá được không? Nhưng mà đây thì rõ ràng cho thấy hình ảnh khá trực quan là rõ ràng khối u bao quanh mặc dù kích thước rất là nhỏ nhưng mà đã bao quanh toàn bộ cái mạch của trên và này là không còn chỉ định. Và vai trò chúng ta là chúng ta trường hợp này thì lại quá rõ rồi đúng không? Cái u này nó thâm nhiễm hết cả vòng. Cái này thì đương nhiên này không có vàng. Cái này thì với cái này thì không hơn gì so với các đơn vị tính thôi. Vào một cái phần cuối của cái này muốn nói với bạn đó là cái phần các tổn thương dạng nang của mình thì ở đây cũng với nhắc lại tí đối với cái viêm tụy cấp là CT này, viêm tụy mạn là cộng từ này, ung thư tụy giai đoạn nhỏ thì là cộng từ nhưng mà giai đoạn lớn thì như nhau chỉ là khu vực CT này, nhưng với nang tụy thì lại có vẻ như thế hơn của vai trò cộng từ. Cái sơ đồ này là cái sơ đồ của trên cái radio assistant đó để chúng ta cái cách tiếp cận chẩn đoán cái bệnh lý của nang của tụy. Thì cái bước đầu tiên vào nghi ngờ khi phát hiện tình thấy một cái nang của tụy thì việc đầu tiên chúng ta phải hỏi xem là bệnh nhân thì có tiền sử chấn thương hay là viêm tụy mãn hay không để loại trừ những bệnh lý của nang sản tụy. Sau khi mình đã khẳng định là không phải có cái bệnh lý nào tinh rồi thì trong nhóm là cái nhóm mù thì chúng ta có thể chia làm những cái nhánh như là nang lớn đơn độc hay là nhiều nang nhỏ. Trong nhiều nang nhỏ đấy thì có cái nhóm như nang theo dịch hay là nang rất gọi là thể hiện những nội ống. Thưa ông có thể cho nói một lời biết cái dấu hiệu nào mà gợi ý trên hay là trong cái mô tả của cái bệnh lý của nang thì chúng ta cần phải lưu ý tiêu chí gì? Thành của nam. Thứ nhất, hai là cái tính chất dịch của bên trong nam. Bên trong mình người có nỗi sùi. Một tuổi cũng rất quan trọng. Tuổi giới thì không nói. Tuổi giới. Anh nói tuổi giới. Nếu trong trong tuổi giới này. Tuổi giới này cái vị trí nhiều lắm. Vâng. Đầu tụy khác, thân nuôi tụy cũng khác. Vâng. Rồi một cái tính nữa. Nữa gì? Cái nữa. Mà cái này. Cái tiền sử có dùng. Một cái tính nữa. Mà cái này thì là ưu thế của cổng từ cho cái gì? Đó là chính là cái phần này. Trong cái nhóm này, một trong những ưu nữa người ta luôn luôn cần biết là cái nang này nó có tính chất thông gì so với ống tụy, thông nhau với ống tụy. Thì với những tiêu chí để mà xác định cái đánh giá của cái nang thì chúng ta thấy là đối chiếu vào đây thì chúng ta thấy là cộng từ có hơn được CT không? Tuổi giới thì đấy là lâu tràng nhé, không là hơn nào nhé. Vôi thì có vẻ ông cũng CT thôi, CT nó vôi thì sẽ cũng đông, nhưng mà những cái vách ở trong này thì ông CT nhẹ hơn này. Và đặc biệt là cái phần thông với cái nang này là đường từ hơn chỉ thì đấy chỉ thế là các bạn có thể để biết được cái vai trò của cộng từ đến đâu, chứ không phải lúc nào cũng nhất thiết là cộng từ. Đặc biệt là những cái nốt vôi hóa thì nhiều trường hợp là vô CD không. Tổn thương phát hiện tổn thương nang này là lý thuyết thôi. Tổn thương chẩn đoán phân biệt rất quan trọng vì u nang canh dịch không triệu chứng không cần phẫu thuật, các đơn vị tính đường mắc có độ thấp cần phải phân biệt các dấu hiệu đánh giá của nó ngoài cái hình lâm sàng vị trí tuổi rồi giới còn có thành phần đặc này vôi hóa vỏ này sẹo trung tâm này có thông giống thế không, thì những cái thành phần ở trong này cũng như là cái chất thông thường cũng thể hiện ưu thế của phẫu thuật so với CT. OK.
gian nhờ một số cái minh họa rồi. À, xin lỗi, cái nào đây, trước đây. Đây lại trở lại cái phần lãnh đây. Ờ, trong cái các lớp, trong cái bệnh lý cái nang giả tùy hay cái bệnh lý viêm cấp nói chung thì nói rồi chúng ta không phân biệt được cái dịch cái thành phần dịch đấy là dịch hoại tử hay là dịch dịch viêm. Trong những cái phần ổ dịch giả tùy thì như ở trên cái cụm từ ở trên CT chúng ta thấy cái giảm tỷ trọng thống nhất nhỉ, thống nhất. Còn nếu mà trên cụm từ chúng ta có thể thấy được là cái phân biệt được cái dịch gọi là dịch viêm, dịch viêm, dịch viêm thông thường hay là dịch có dẫn hoại tử. Cụ thể trong trường này thì là cái phần thể hiện là ngoài phần dịch ở trên thì có phần lắng đọng ở dưới của phần. Tóm lại là cái hình ảnh như này thì là nó không phải là cái nang đơn thuần, phải là dịch đơn thuần nhưng mà nó cả cái phần tổ chức quả tim ở trong. Với cùng một bệnh nhân thì hình ảnh trên CT chúng ta thấy với cái giảm tỷ trọng chúng ta không phân biệt được, cũng không tiêm vào thì không có thuốc, nhưng mà chúng ta đến khi tổng đường thì chúng ta thấy được cái phần tổ chức quả tim đặt ở trong phần dịch đặt ở trong quả tim trong. Có nghĩa là trong cái phần cái này thì cũng là gì tổng đường cũng hơn được hơn CT trong trường hợp. Đây cũng vậy. Phần cộng từ trên các lớp vi tính chúng ta chỉ thấy cái phần dạng của dàn trọng dịch ở đây. Trên các lớp vi tính chúng ta cộng từ chúng ta có thể thấy được cái phần đặc cỡ ở trong cái phần này nó không phải đơn thuần nhưng thông thường. Đây là cái phần dạng đây có hơn được nhau. Đây là u gì ạ? Nếu mà với cái phần chưa là cái tổn thương giảm tỷ trọng đó nhưng mà ở vùng này thì có vẻ như là ở đầu tụy đúng không? Nhưng mà cái tính chất vách viết ở trong rồi những là cái sẹo ấy lớn trong thì rõ ràng chúng ta cùng một nhân chúng ta đối chiếu chúng ta thấy là hình ảnh trên cổng từ nó trực quan hơn, chúng ta nhìn thấy cái vách ở trong, chúng ta nhìn thấy sẹo của chúng ta một trăm hơn. Và cái này thì chúng ta chẩn đoán được cái gì ạ? Nang gì anh? Nếu như gì đây nang gì đây? Với hình ảnh này nang thanh dịch nhiều vách này, nhiều vách nhỏ để đầu tư có sẹo trung tâm đúng không? Không thông với thực ra thì cũng chưa thấy được sao, không thấy được cái tính chất này. Rõ ràng cũng với một cái tính chất cũng với tổn thương thì chúng ta thấy việc đánh giá cái phần trong lòng của nó như vách thì tổn thương nó cũng dễ hơn so với các định tính. Đây ngồi mà đây thì nhưng mà bù lại chúng ta nhìn thấy cái vách ở trong khá là rõ. Đây cũng là một cái gì dài thì là trường hợp của cái với cái này thì thực ra CT chẩn đoán được đúng không? Không độ khó khăn lắm nhưng mà rõ ràng chúng ta có cổng từ thì hình ảnh nó có vẻ nó sinh động trực quan rõ ràng hơn đúng không? Đường dạng nang vách rất là đẹp, có sẹo trung tâm, có cái vôi này thì cũng trông dấu hiệu. Với cái một bệnh nhân này thì cũng nếu mà chọn thì thực ra mình cũng thích chọn cổng từ hơn đúng không? Ngoài cái chuyện trí quan thì ngoài ra có thể xem nó có không, đây tất nhiên chỉ có ảnh thôi, chúng ta có thể xem cả series chúng ta phân biệt được nó có thông cái đường nội tạng không. Đây nang thanh dịch phát hiện tình cờ chúng ta không thấy thông ống tụy, chụp ra ống tụy đây. Với trường hợp này mà CT hoặc là thậm chí với cộng từ mà không có chuỗi xung này thì không nói, không biết đó là cái dạng nang thanh dịch là lành tính hay là u nhảy ống đường ống thể đánh bên ở vùng nội tụy và nó có nguy cơ ác tính, thì hai cái đấy thái độ xử trí nó khác nhau. Và với cụm từ và với chữ chung này chúng ta có thể phân biệt được. Và đây với hình ảnh này không có tính chất thông gì với ống tụy thì chúng ta phân biệt được đây là cái nang thanh dịch lành tính và cái thái độ xử trí nó lành tính. Từ với năng nhảy thì gặp ở phụ nữ trung niên này, nguy cơ có ung thư đa hóa này, hay dùng thân của đối tượng này, năng lớn có vách và có ung thư hóa ở ngoài vi. Năng đơn độc thay cái thằng kia là một cái năng có nhiều vách, có cuối, có nhiều khoang, thì chúng ta đây chỉ thấy một cái. Thực ra thì nó cũng có nhiều khoang nhưng nó ngoài mỏng mỏng, mảnh quá chúng ta không thấy trên CT. Vị trí thì chúng ta có thể nhìn thấy cái mốt vôi hóa mảnh ngoài vi, đây cũng là điển hình của cái nang nhảy. Nhưng mà trên các đơn vị tính thì chúng ta không thấy, xin lỗi, trên cộng từ thì chúng ta không thấy được cái phần vôi hóa những hiệu đó, nhưng mà cùng đại chúng ta thấy vẫn là một khoang lớn. Đây
cái này thì có đúng không ạ? Nếu mà CT thì chúng ta chỉ nói là một cái khối dạng nang ở trong này không thấy vách, không thấy sẹo trung tâm, cũng chả biết có thông với ống tụy hay không. Nhưng mà tức là với trên cộng từ và chúng ta thấy rõ ràng tính chất thông thường về ống tụy chính này. Và đây thì rõ ràng là không phải là nang giống cái gì đơn thuần mà là cái nang gọi là ung nhú ống nguyên có thông. Và rõ ràng hai cái này thì cái việc thấy thái độ xử trí nó khác nhau. Ông này thì phải thì là không cần cuối có bản thiết kế đây cũng vậy. Đây là cái thể đầu tư, còn đây là cái thể lưu tính, chúng ta thấy nó có thông thường. Thì rõ ràng với cái hình ảnh này, cái khả năng này thì nó là cái ưu thế vượt trội của cộng từ so với các đơn vị tính. Các đơn vị tính nó không khẳng định được là có hay không với không hay có thông hay không của cộng từ nang với ở kia. Còn cộng từ thì có thể trả lời được cái đấy và qua đó giúp trong xa tiên lượng cho mình nhận có thể gì. Đây cũng vậy. Với cái khối giảm âm vùng thân tự này khó nói đúng không? Cộng từ ở trên các lớp vi tính có cảm là khối giảm âm có thể giảm trọng hơi thấp, nếu ngang có thể cận vách ở trong này nhưng không nói được gì nhiều. Tuy nhiên nếu với như này chúng ta chụp cộng từ chúng ta thấy nó cảm vách ở trong có cả thông với đây là tình vi tính đây. Đây chính cái tưởng tượng rất nhỏ ngang như này nhưng mà nếu mà chúng ta tất nhiên nó đưa này cũng là rất là rõ đấy, đông cái này chắc không rõ lắm, bé quá. Thứ nhất là nó ảnh, nó phải ảnh liên tục, nó đưa mỗi cái ảnh đơn này đây cũng vậy. Như anh nhìn thấy cái nhánh nó thông đào ngoài răng này có thể liên tục cảm giống như thế này. Đấy lại chính là vì cái vai khả năng này thì nó mới cộng từ nó mới hơn, chứ còn nếu mà không thì nó cũng chả chả hơn được gì đi nữa. Các cộng từ dạng nang của các dấu hiệu nghi ngờ ác tính gồm có giãn lớn của ống tụy trên 8 nốt đặc trong lòng của ống tụy này. Một trong những cái tiêu chí nữa mà cũng xem đánh giá xem có khả năng nghi ngờ chính là đánh giá cái nốt đặc ở thành nang cũng như cái đặc điểm nấm thuốc. Thì cái này thì mình nghĩ nó cũng không hơn gì lắm so với các đơn vị tính. Chúng ta chụp MS những lớp mỏng thì với những nốt như thế này chúng ta hoàn toàn có thể thấy được trên các đơn vị tính, tức là đặc điểm nấm thuốc. Không, nếu mà với đánh giá cái nốt nấm thuốc ở thành thì mình nghĩ là nó không vượt trội nhiều lắm so giữa CT và MS. Thì cái phát hiện này MSD nó có thể ngang ngược cộng từ chỉ chốt lại với cái này cũng lấy trên mạng cái Radio Assistant thôi. Nó tùy vào với cái việc phát hiện tình cờ của cái nang. Tại sao nó quan trọng chúng ta là vì đấy, với cái nang nếu mà các loại nang kích thước nhỏ dưới 2 cm hình ảnh không đặc hiệu chẳng gì cả, theo dõi định kỳ hàng năm nếu mà nó ổn định thì không cần làm gì thêm. Nếu nó tăng lên, tức là đang dưới 2 cm nó tăng lên thành 3 này thì đưa vào cái nhóm 2. Dựa vào cái nhóm 2 người ta cũng chưa vào 3 cái nhóm. Nhất là nếu mà chúng ta điển hình luôn cái gọi là nang thanh dịch, tức là ở gì là ở đầu tụy này, rồi sẹo trung tâm này, rồi thứ tuổi chẳng hạn thế, thì theo dõi định kỳ 2 năm một lần. Còn nếu mà cái tuổi thể nhánh bên thì có thể thái độ xử trí là ngắn hơn 6 tháng và trong vòng 2 năm. Còn nếu mà trong trường hợp nó cũng không rõ ràng thì tiếp tục theo dõi định kỳ. Còn đến trường hợp mà trên 3 tháng, 3 cm, nếu mà vẫn là điển hình của cái nang thanh dịch, nang cystadenom dày thì cân nhắc thì định cắt khi mà cái nang nó trên 4 cm. Còn nếu mà không điển hình, trường hợp không điển hình thì chúng ta có thể chọc hút và đấy, chọc hút và cái kết quả xử lý tiếp theo nó tùy thuộc vào cái kết quả của ống thiết này. Vậy tóm lại là với cái thành phần đối sẽ được xử trí của các cái lý cộng từ mà nang của tụy thì như nói trên, tức là nó có ưu thế hơn so với các đơn vị tính ở cái điểm, tức là nó có thể đánh giá được cái lòng của nang này, cũng như là đánh giá được cái sự thông thương của cái nang đấy với cái hệ thống ống tụy, nhưng mà nó lại kém hơn cộng từ ở
kém hơn CT ở trường để phát hiện đánh giá những cái khối vôi hóa và những sẹo nó vôi hóa thôi chứ còn sẹo nữa. Thì nếu mà tóm lại chung của cả cái cộng từ chung về cộng từ tụy thì nói lại tức là nhất về mặt chỉ định thì với viêm tụy cấp là khá là tính này, viêm tụy mãn này là cộng từ này, ung thư tụy thì là với những loại ung thư nhỏ thì là cộng từ này, còn nếu ung thư lớn thì cũng là khá là tính này, và với các cái ngang thì chúng ta đấy thì phải nói như thế này. Về mặt protocol chụp thì chúng ta sẽ chụp thì có T1, T2 rồi thì sử dụng xóa mỡ và tiêm thuốc. Rồi đặc điểm của từng cái thì ôn lại một chút, chỉ mình nhắc mỗi các bạn tức là cái nếu cấp thì nó cũng chẳng khác gì với cái dân tính, là cũng có tăng kích thước, rồi thì phù nề thể hiện bằng cách tăng tín hiệu trên T2, rồi giảm tín hiệu trên T1 của tiêm thuốc kém là dịch quay tụy cái đấy thì nó không khác gì nhau cái gì, có mỗi trên cái hệ viêm tụy mãn thì nó thể hiện khác là gì, hơn CT ở chỗ là thể hiện sớm bằng cách là giảm tính tăng tín hiệu trên T1, giảm uống thuốc trong tiểu mạch và xuất hiện các cái phát hiện sớm tính bên. Thế còn cái phần đánh giá trong cái ung tụy của ung thư thì cũng như là CT, chúng ta ngoài cái chuyện phát hiện chẩn đoán u thì quan trọng hơn, chúng ta phải đánh giá được cái xâm lấn của cái đánh giá khả năng phẫu thuật của cái khối u nó như nào, thể hiện một cách xem có xâm lấn bao quanh cái khối u của mình hay không, có di căn xa hay không, sự gần gan sinh ra trung mạch hay không, chứ còn xem ra anh có cái ca nào thì cũng tự xem các bạn đọc luôn.